hay mình đứng ra ngay thôi bón chan nó phải chào tiếp nhộm phải chào cho mấy tư thôi bón tật máu mình đập tiếc mình tết đập tạp tiếc chưa tiếc cào đừng vô tạo màu hay bọn đập nối mình đập đồ la mình tết đập đồ la màu hay bây giờ tập prà tử mình chọn cục ngò với tết màu cho nó má chè quỳ kịch đại tí ngò với thợ bón phải chào là hôm đó tết na rồi là ngay có cái phải chào đầu tiên cái vô sầm tư vô là đọ vô rồi rồi vô một tăng đọ tê sna cho cái đọ nó vô tao vậy nhỏ đấy ní anh đang đạo kênh đâu thế nó xà thụ ngọt mình cười kinh thả nó đang kêu bậc kênh ót đang kêu vô tao vậy nhỏ mày bị chao nó nhổm bị chao đọ tê sna đọ thấn khi cái đại chập bô lăng pi bị trải nhổm thọ trôi vì tao lăng sát mơ nẹ mơ vì tao thấy lịch miền chiết và thê chiết la sầm bớm mà bậc kênh đi bị trải vậy phải chờ nó ngủ lần phổ biến đó tết chót đỏ lít ta mà phải em tục ai không à nó vừa mình khỏi đi sàn chân nó nhóm hai khmau tờ hói hai khmau mà bình chú khoái tờ từng mũ đó phải chót hai chân mà bình từng mũ lỗ bàn trầm mà lên từng ngọt ưa ưa tới mình bàn ấy dồn vô mà bình từng ngọt hai khmau tờ hói hai khmau mà bình thì ở đất bồ chìa à nó vừa mình khọc nữa nó nhóm và thợ bon công phải trao chẳng nói giống bà ban chỉ thợ bon hay tụi bây tịch tui và ban năng cái đó đã tới sợ thia vào chân cả mọi tập đặt lô ấy cho mọi ban thọt nó sẽ ăn cây khơi đầu tên sơn anh bố chị ở cái thân có họ kê ta lại những họ kê ta mình thật tên sơn anh chẳng thể cho ban là bỏ nâng thế nhá nhóm phần là trong dây thang nhưng tụi lọt vừa với để ở cái trên thôi bị tức chất phát bò được sống nó nhóm còn mà là biết đã sẽ bóp tới chỗ bón ta pram rồi thì ấy thì nhọc còn đạp và thay mà về thùng thì anh nói với mình không viên chứng nó dũng nè nghe ấy sao mày bị món ăn cái sao mày bài chiến cao chiến vô lôi khai khai tới đã chỗ bón nóng bàn rồi bò lom có đạp mà đái vô à lôi mình tên thì nó bát cho anh mà mình nó về miền đã khâu chân tiến nó dũng vô lấy nhóm về miền đã khâu chân tiến có dân thơ ấy tùm lọc ở tức chất pha bò để xong tới tơ nhóm tích tui cái đói ở tây dân miên tật thì còn thơ bôn đời khoan là chân phần ôn nè đợt tây nhóm thơ bôn hay bốc ra bà nè thơ bôn hay bốc sơ su cho lan cho lắm thơ ô chụp biện lùi kê mà con đợt là thơ bôn chứng ở đó bật tấu dân đo mà rôn trên tớ nhóm đo mà rôn trên tớ và thôi tọc pram tọc ấy dân tớ nè ông ta thấy thôi bọn mà hộp trong tích không mà chiêu ra tích ở nó gọi ba nữa nữa đúng còn chẳng nói giống tất cả tập chiêu ta chiêu ơi mà hộp trong tích tê hay chiêu trả ơn chẳng xa tích tích ba nữa hiền gì chẳng đấy hiền đấy là ta hiền gì nó để con ơi chăm tích tích ba nơi rồi gọi là con chăm bị bực nơi con hỏi trả ơn tích máu chăm hỏi chăm trọng nó gần á bộ mà hộp trong nó tích tích tê hiền gì ấy ok chẳng thơ bón cầm lâu thơ ấy cái đó nên cầm lâu cho ban tầm bốc rồi từ thơ có thơ ở đây này sẽ cái chuyện đây là trong vót có năng về chuyện này tiền nơi vót từng cái có thơ muốn thơ của bài phần năng đó là niệm mà thơ có ráo thì lưu từ một tình chào tất cả các nhóm mà thôi mà nếu mà một con đang dựng tục lời tụm rạp đá đó nó ở xa ở vì miền bài chân nào bọt ấy mà tự miền đây nhóm mà chắc con nè thơ kháu có phô hẳn tích từ một hẳn tích nè thơ kháu từ lơ hẳn tích từ một hẳn tích miền ấy đó nè thơ kháu cái thông bọc bần nàn này tức là nè thơ môn cái tú nhé bầy và chẳng tức nè màu môn nè màu kháu nó cùi tọt nè thấy chúng ta vô nhân nhôm được học thế nè bởi thật thôi chạy đây nữa không vọt mà còn hiện thai cái to đấy bạn mà tê sna chân thế thì ở lối giới thai thì tiệt tật thật thôi chạy đây không vọt ở phần mà thầy nhóm chiêu đây là xong đọc mai cà rê vô mà thôi chạy đây hai chân chọn đọc mai cà rê buôn trồng chân vô lối thì chiêu đây nâng mình mê ban cái thật đây nâng chìa cam ở sức phong nhộm thì còn tại vô lối nâng tư rụng đoát cầm áo vì miền ba rồi đây nâng đầy xoan dường vô chạy đây thì phơi lợi đầy xoan vô lấy nhóm hãy sao bà chi mà tô mà ngâu ngâu đó đếm áo mơ con phần này nhỉ
ហ្នឹងហើយនិយាយដីខ្ញុំណាដល់កន្លែងនិយាយដីខ្ញុំណាដល់កន្លែងនេះអាធ្វើអីឲ្យបានចោតទីការអភិវឌ្ឍអីក៏បានមកវាទៅជាដីញោមទៅវិញឥឡូវបើដីញោមញោមជីកយកទៅទុកអីនឹងវត្តអាត្មាថាចឹងបើដល់កំហៀងថាគេដែរទៅថាម្ចាស់គេគេមិនខំស្រួលព្រោះគេលែងឲ្យនៅគាត់ដឹងទៀតគាត់ចិត្តមកថាយាយទៅឆ្ងាយពីគេឆ្ងាយពីឯងនេះថាមិនហ្នឹងជីកមកតាមផ្លូវហ្នឹងទៅវិញអត់ហ៊ានជីកតាមផ្លូវហ្នឹងជីកតាមផ្លូវណាវ
nè ngọ tiết chọp ở đó từ lâu nè từ lâu lớn con cờ chẳng nói nhóm vợ bon này tự chết áp lọ bỏ đi sập